cô gái này có bàn tay giống như mắc bệnh phong gà vậy, không phải là con người. Không ai biết cô ta từ đâu xuất hiện, mọi người gọi với cái tên cô gái cấm kỵ ở Nhật Bản, chuyến đi trả thù. Đây là câu chuyện mà hôm nay muốn chia sẻ cho mọi người. Yêu quái Bella. Một lớp nọ có nữ sinh khá kỳ lạ chuyển đến. Bella, cô không thích nói chuyện, luôn một mình. Từ sau khi Bella đến, vài người trong lớp chết một cách khá kỳ lạ. Tuy là học sinh chuyển trường, những thành tích của Bella lại rất tốt. Bài khảo sát đầu tiên liền đạt được hạng nhất, mới đến nhưng lại vô cùng xuất sắc, bị bạn cùng lớp Azase chú ý đến. Cô bạn này vô cùng ghét ai có thành tích cao hơn mình. Lần trước một cô bạn vượt mặt Azase, liền bị một đám ức hiếp. Cuối cùng còn vì sự cố nhảy lầu ngoài ý muốn, bố Azase là giáo viên phụ đạo tiếng Anh ưu tú, thậm chí ông còn được lên TV. Người bố tài giỏi này gây áp lực rất lớn cho Azase, vì muốn có được thành tích tốt nên cô chia tay bạn trai. Sự kỳ vọng của ông dành cho Azase càng được tăng cao, dẫn đến trong bất cứ chuyện gì cô đều muốn giành hạng nhất, chỉ cần bài thi không đạt điểm tối đa đều vứt đi. Kết quả của bài khảo sát lần này chỉ được có 78 điểm, xếp thứ 11 trong lớp. Lúc báo điểm cho bố, giọng cô run rẩy. Con là đứa con gái vô cùng kém cỏi. Trở về nhà, sau khi kiểm tra lại, ông bố bảo cô hãy đi tìm hiểu phương pháp học tập của Bella. Kết thúc ngày học thứ 2, Azase đi theo Bella, muốn biết tại sao thành tích cô ta lại tốt như vậy, phải chăng có bí mật nào đó. Azase theo dõi cả đoạn đường, đến một tòa nhà hẻo lánh. Đột nhiên Bella biến mất, trước mắt Azase xuất hiện một cánh cửa. Kẹo kẹo kẹo. Một khi cô gái này hát, trên trái đất sẽ có một người chết. Cô ta rốt cuộc có bí mật gì? Azase theo dõi Bella, đến nơi khá là kỳ lạ, lấy hết dũng khí gõ cửa. Một người phụ nữ xinh đẹp tiếp đón Azase, bên trong là cửa hàng tâm hồn. Dường như bà chủ ở đây biết rất rõ về Bella, tưởng rằng hai người là bạn bè, còn giới thiệu cho cô một thanh kẹo, có tác dụng nâng cao năng lực tập trung, vừa hay là thứ Azase cần. Trở về nhà ăn thử, việc học quả nhiên có hiệu quả. Dần dần, Azase ỉ lại vào loại kẹo này, sau khi ăn hết thì chạy đến chỗ bà chủ. Loại kẹo lần trước cho con thêm 20 viên được không ạ? Giống như lần này, hạng của con so với trước đây tăng tận 50 hạng. Bà chủ lấy phiên bản nâng cấp cho Azase, 40.000 yên được 6 viên, 20 viên, lấy giá hữu nghị là 10.000 yên. Azase lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, đành phải mua trước 6 viên, nhưng chỉ có chút xíu như này thì không đủ. Trên đường về, Azase vô tình gặp một nữ sinh trường 3, Makino, cô gái khuyên cô nên đi làm gái. Xinh đẹp như cậu, một đêm có thể kiếm được 10 vạn yên đấy. Lúc hai người nói chuyện, Bella quan sát từ phía sau. Azase từ chối Makino. Sau khi trở về, thấy bố lại dắt một cô bạn gái về nhà, Azase hoảng loạn. Từ đấy cả ngày cứ như mất hồn. Bella tìm cô nói chuyện. Cố gắng thêm chút nữa, khiến cho bà cậu thích cậu thêm một chút nữa. Quay về, Azase lại ăn kẹo. Ông bố có vẻ biết chuyện mình yêu đương sẽ ảnh hưởng đến việc học của con gái, thế là chia tay cô gái kia. Nhưng ông ta không biết rằng quyết định này của mình càng tăng thêm áp lực cho Azase. Cô lại tiếp tục thức đêm học bài, nhưng 6 viên kẹo rất nhanh đã ăn hết. Đến lần kiểm tra lần 2, có chút lúng túng, áp lực lớn đến độ toát hết mồ hôi hột. Bởi vì quá căng thẳng, cục tẩy rơi mất, giúp cô nhặt cục tẩy lên. Lại là những người đã chết trước đây. Kiểm tra xong, Azase suy sụp hoàn toàn. Vì muốn nâng cao thành tích, nhận được lời khen của bố, Azase cuối cùng vẫn lựa chọn việc đi khách, nhưng không vượt qua được rào cản của bản thân. Sau khi đánh mất người đàn ông, trộm chìa khóa két sắt của hắn ta rồi chạy đi. Sau khi mở các hộp tủ của tên đấy ra, vội vã chạy đi mua kẹo. Kết quả sau khi đến nơi, ngáo người ra, mấy ngày trước chỗ này đã đóng cửa. Bella lại cất tiếng hát kỳ lạ, ẩn nấp và tồn tại trong màn đêm. Chúng ta đều là yêu quái. Lại thêm một người gặp xui xẻo. Trên đường trở về, Azase mở sổ tiết kiệm ra xem, phát hiện ra chứng minh thư của bố. Người đàn ông đấy lại chính là người cô luôn thần tượng. Vậy mà ông lại đi làm ra loại việc này. Azase hoàn toàn sụp đổ, cuối cùng quyết định chết theo bố. Sự việc sau khi bại lộ, một cô gái khác lại hoang mang. Bác sĩ Kirishima, xin hãy cứu con, xin hãy cứu con. Người kế tiếp chính là con rồi. Điểm khác nhau với Nano là Bella là một yêu quái chính nghĩa, luôn mong ước trở thành con người. Cô sẽ chọn một người chết vô tội để chiếm hữu, đồng thời giúp họ báo thù, tìm kiếm thân phận tiếp theo cho bản thân, nhưng lại không muốn trở thành một người có nội tâm độc ác. Các bạn, đến cuối cùng, Bella có thể thành người không?